Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông. Theo đó, thời tiết Hà Nội và các khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng nhiều mây, có lúc có mưa, nhiệt độ ban ngày khoảng 25-28 độ, ban đêm 22-24 độ. Dự báo từ hôm nay đến đầu tháng 4, nhiệt độ tại Hà Nội và các khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng dần. Theo đó, nhiệt độ ở Hà Nội có thể chạm ngưỡng 40 độ C. Những khu vực lân cận và các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn có mức nhiệt tương tự vào cùng thời điểm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng. Vùng núi phía Tây khu vực Trung Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%. Ngoài ra, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu vực đồng bằng và ven biển 27-30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5-1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5-1 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5-1 m. Đầu tuần này là cao điểm vừa nắng nóng vừa ẩm ở miền Bắc nước ta, với hầu hết các tỉnh thành, trừ một số tỉnh thành ở Tây Bắc Bộ, đều có độ ẩm rất cao vào sáng sớm và tối, nhiều nơi có mưa phùn, mưa rải rác trong ngày.
Đây là kiểu thời tiết dễ gây đau nhức mệt mỏi cho những người có cơ địa nhạy cảm. Thời tiết nồm ẩm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Gần cuối tuần, có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày, trưa và chiều ở phần lớn các tỉnh thành đều trên 30 độ C. Hà Nội có thể lên đến 33-34 độ C. Theo dự báo, đợt nồm ẩm sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng 3. Từ hôm đó, độ ẩm giảm và trời sẽ khô ráo hơn, nhưng không phải do không khí lạnh mà do một đợt nắng nóng được cho là sẽ rất gay gắt. Ngay vào chiều qua, nhiệt độ cảm nhận ở một số thành phố ở Đông Nam Á cũng lên rất cao. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 40 độ C, Bangkok, Thái Lan 41 độ C, Viên Chăn của Lào 38 độ C, Phnom Penh, Campuchia 40 độ C. Khả năng lớn là cuối tuần này, đầu tuần sau, nhiệt độ ở miền Bắc nước ta cũng sẽ lên cao như vậy. Sáng ngày 25 tháng 3, đoạn qua thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, người dân phát hiện nước biển đổi màu bất thường. Vệt nước lạ có màu đỏ đục, rộng 50-100m, trải dài khoảng 3 km. Tại các vị trí xuất hiện vệt nước có mùi hôi tanh khi sóng biển dạt vào. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên cho biết, hiện tượng nước biển chuyển màu đỏ xảy ra trong vài ngày qua. Ông Tuệ nói, mỗi năm từ tháng 3 đến tháng 5, vùng biển qua địa bàn lại xuất hiện hiện tượng trên trong vài ngày. Ngành chức năng từng lấy mẫu kiểm tra xác định nguyên nhân do một loại tảo biển gây ra. Nhìn từ trên cao, các vệt nước chuyển màu đỏ, lẫn giữa màu xanh của nước biển, càng vào bờ, nước càng đậm màu. Trước đó một năm, tại vùng biển Thiên Cầm, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, cũng xuất hiện tình trạng nước biển đổi màu trong nhiều ngày. Ngành chức năng từng lấy mẫu kiểm tra xác định nguyên nhân do một loại tảo biển gây ra. Theo đó, tới nay, ghi nhận độ mặn 4 phần nghìn xâm nhập cách các cửa sông chính khoảng 55-69 km, sông Cửa Đại khoảng 55 km, sông Hàm Luông khoảng 69 km, sông Cổ Chiên khoảng 62 km, độ mặn 1 phần nghìn xâm nhập cách các cửa sông chính khoảng 70-79 km. Dù vậy, chưa ghi nhận nhiễm mặn gây thiệt hại tới sản xuất của người dân. Toàn tỉnh Bến Tre có 67 nhà máy cấp nước sạch hoạt động với tổng cộng khoảng 250.000 mét khối trên ngày đêm, chủ yếu khai thác từ nguồn nước mặt tại chỗ để xử lý. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, đối với các dự án công trình thủy lợi sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, cơ bản kiểm soát được nguồn nước ở hai tiểu vùng. Cụ thể, vùng Bắc Bến Tre, khu vực huyện Châu Thành, các công trình ngăn mặn đưa vào sử dụng cơ bản kiểm soát được nguồn nước từ sông Tiền và sông Hàm Luông vào sông Ba Lai. Khu vực Nam Bến Tre đã đưa vào sử dụng các công trình cống ngăn mặn giúp kiểm soát được nguồn nước từ sông Hàm Luông cho khu vực từ Thạnh Phú đến Vàm Cái Quao, phía sông Cổ Chiên kiểm soát được nguồn nước từ Thạnh Phú đến Vàm Thơm. Song song đó, các công trình hồ chứa nước kênh lấp ở huyện Ba Chi dung tích hơn 800.000 mét khối, phục vụ nhu cầu dùng nước cho 200.000 dân, 100.000 gia súc, 200 cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, từ nay đến cuối mùa khô, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường công tác quan trắc, thông tin kịp thời về diễn biến tình hình xâm nhập mặn, đồng thời tuyên truyền vận động người dân trữ nước ngọt để phục vụ chăn nuôi và tưới cho cây trồng. Cùng với đó, vận động các công trình cấp nước, công trình thủy lợi linh hoạt hiệu quả, đảm bảo phương án cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, các khu công nghiệp. Trong thời điểm mặn diễn biến gay gắt, ngoài ra khép kín hệ thống công trình, phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi đã được đầu tư, đảm bảo nguồn nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất ở Hà Nội. Theo đó, vào lúc 8 giờ 5 phút 35 giây sáng 25 tháng 3, một trận động đất có độ lớn 4 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Đã xảy ra tại vị trí thuộc huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Người dân sống trong khu vực tâm chấn có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ từ trận động đất này. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Anh Lê Việt Thắng, nhân viên văn phòng một tòa nhà cao tầng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vào khoảng đầu giờ sáng khi các nhân viên công ty anh đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì cảm nhận rõ rung lắc giống như động đất. Mọi người hỏi nhau có chuyện gì? Vì nhiều người cảm nhận rõ rung lắc này. Tuy nhiên, rung lắc này đi qua rất nhanh, chỉ khoảng 2-3 giây và không gây đổ vỡ đồ đạc hay thiệt hại gì. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng cho biết, thành phố Hà Nội nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng, sông Chảy, nơi đã từng xảy ra các trận động đất, có độ lớn từ 5,1 đến 5,5 độ Richter. Thông thường, chu kỳ lặp lại động đất mạnh 5,3 độ Richter ở thành phố Hà Nội là 1.100 năm và trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra cách đây hơn 700 năm, năm 1285.
Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều lưu ý Hà Nội là vùng có nền đất không tốt, nên động đất cấp 8 cũng có nguy cơ. Lý do bởi nếu động đất xảy ra ở vùng đứt gãy sông Hồng, sông Chảy, đới động đất này đi qua thành phố Hà Nội với số liệu tối đa ghi nhận được bằng trạm quan trắc ở cấp độ 6, thì khả năng tác động trong tự nhiên cũng có thể lên tới cấp độ 8. Do vậy, trong xây dựng, Hà Nội cần để ý hơn tới câu chuyện kháng chấn đối với các công trình, nhất là đối với công trình dân sinh như chung cư cao tầng, để đảm bảo an toàn cũng như giảm thiểu các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra, ảnh hưởng tới người dân. Gần đây nhất, vào khoảng 20 giờ 43 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, nhiều người dân sống tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội đã cảm nhận có rung lắc mạnh. Nguyên nhân sau đó được xác định là do ảnh hưởng của trận động đất mạnh 5,5 tại Lào. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân các cấp khi nhận được tin động đất cảnh báo sóng thần phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực, tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, bảo đảm an ninh trật tự khu vực. Với người dân, khi nhận được tin động đất cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Hiện tại, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần vẫn đang theo dõi diễn biến động đất có độ lớn 4 tại khu vực huyện Mỹ Đức để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền địa phương.